cua. Hôm nay mình sẽ review chiếc huy chương của giải chạy đánh tan SARS-CoV-2. Đây là một sản phẩm cực kỳ tinh xảo, một sản phẩm, một khối kim loại được nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ vùng biển của nước Lào xinh đẹp và được chuyển sang Malaysia để tinh chế, khắc gọn và được chuyển về Việt Nam như thế này. Và chiếc dây da này thì được làm từ da bò, một con bò bị bạch tạng. Anh em nhé, anh em nào mà thích sản phẩm này thì comment tên cộng số điện thoại, ok chưa? Đây là một sản phẩm duy nhất, vậy nên chỉ những anh em nào nhanh tay thì mới có được nhé, một sản phẩm duy nhất, hàng limited. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc huy chương của giải chạy trên mạng, mình đã thấy quá thích và mình đã đăng ký ngay giải chạy. Và mỗi lần chạy mình đều tưởng tượng rằng chiếc huy chương này đang nằm y hệt như này trong tay mình. Và đó là bài học số 1, những điều gì có ở trong đầu sẽ có ở trên tay. Ra giải chạy thì mình đã quyết định rằng là mình phải làm một điều gì đó khác biệt. Và mình đã chọn việc là chạy ở trong trung tâm thành phố, chạy quanh đó, khu đó để chơi luôn đấy. Khi chạy trên đường thì cũng có một số người nhìn và điều đó làm cho mình trở nên tự tin hơn. Và đó là bài học số 2, bạn phải bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình để có thể trở nên tự tin hơn. Một hôm mình quyết định chạy 15 km và sau khi chạy về mệt quá, mình đã ngồi xuống quán nước mía ở ngay cạnh trường để uống nước mía và ngồi đấy suy ngẫm về cuộc sống. Nhìn dòng người và dòng phương tiện, xe cộ qua lại nườm nượp, trong đầu mình hiện lên rất là nhiều suy nghĩ. Và cuối cùng mình đã rút được ra bài học số 3. Bài học số 3 có tên là triết lý quán nước mía. Khi mà bạn tập trung làm một việc gì đó thì những việc xung quanh dường như là không quan trọng. Khi bạn tập trung quá nhiều vào một người thì bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và những người tuyệt vời khác đến với cuộc đời của bạn. Trong một hôm đi chạy thì mình có gặp một bạn nữ cũng đi chạy và nhìn rất là hợp mắt và mình đã tiến đến và làm quen. Câu đầu tiên mình nói với bạn nữ đó chính là: bạn ơi, cho mình làm quen nhé. Cô nói mình nghĩ thì nó không có gì, nhưng đối với bạn nữ nó giống như một cú vả thẳng vào mặt bạn nữ. Mình không biết tại sao, nhưng bài học mình rút ra đây là không nên vồ vập trước phụ nữ. Và lần đầu tiên ta làm một điều gì đó có thể nó sẽ rất tệ, nhưng quan trọng là những lần sau nó sẽ tốt hơn. Và quan trọng hơn là mình đã dám xách cái mông của mình lên và đến làm quen với bạn nữ đó. Đó là một điều tuyệt vời. Bài học số 6: chạy bộ và đọc sách là hai việc mà bạn có thể làm để xây dựng nội lực bên trong. Khi mà nội lực bên trong đủ mạnh thì nó sẽ, gọi sao nhỉ, nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Bạn sẽ trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, đẹp trai hơn. Sự biến đổi mà từ nội lực phát ra nó cực kỳ to lớn và mình không thể diễn tả hết bằng lời, tại vì mình khá là rốt văn. Sau mỗi lần đi chạy về rất là mệt thì thứ mình nghĩ đến nhiều nhất không phải là những chiếc huy chương hay bất kỳ điều gì, mà trong lúc mệt mỏi và yếu đuối nhất, thứ mình nghĩ nhiều nhất đến đó chính là gia đình. Mình nghĩ việc chạy 10 km, 15 km nó cũng rất là giống cái việc ngày bạn đi làm 8 tiếng, bị vắt kiệt sức, yếu đuối và mệt mỏi, rồi trở về với gia đình của mình. Thì mình bài học cuối cùng mình rút ra đây là gia đình là thứ quan trọng nhất, gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Vừa rồi là những bài học mà mình cảm thấy là quan trọng nhất mà mình đã tự rút ra được sau thời gian của giải chạy trong 21 ngày. Trong 21 ngày đó có cả tỷ thứ và hàng trăm bài học chảy qua trong đầu mình, nhưng đối với mình đó là những bài học mình chia sẻ vừa rồi là những bài học quan trọng nhất mà mình rút ra được. Mong rằng video này sẽ tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Mong rằng là bạn sẽ có thói quen đọc sách, tập thể dục đều đặn để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.